Đây một kiện hàng quấn lại rất là khéo tay. Mình dùng thùng nhưng mà mình quấn cái cây lại và quấn băng keo chắc thì nó sẽ đỡ chiếm diện tích so với mình để nguyên cái thùng cho nó bung vuông góc, để chiếm diện tích cái phí ship rất là mắc. Như thế này thì đỡ tốn phí ship. Làm cái tay cầm bắn được dễ muốn chết luôn á. Đó các bạn xem, rất là tiện luôn. Đối với những cái cây mà cao mình quấn như thế này thì nó sẽ đỡ tốn phí ship cho người mua. Rồi mình chào các bạn nha. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.